Cô chào tất cả các con. Cô đối chúng mình biết tuần học này các con cùng nhau tìm hiểu về chủ đề gì? À, đúng rồi, đó là chủ đề môi trường quanh em. Và hôm nay cô mang đến cho chúng mình một câu chuyện có tên là Bài ca của cây. Đây là Amazon. Tôi lớn lên giữa rừng xanh bạt ngàn, cùng dòng Amazon rộng mênh mông và dài tít tắp. Tôi là con của cây. Tôi sinh ra dưới tán cây bí ẩn. Ngày đó, tất cả cây rừng đã cùng ngân vang bài ca hạnh phúc để chào đón tôi. Bên dòng Amazon và cánh rừng xanh, một chú bé thổ dân đang ngồi ở đó. Cả cánh rừng cất giọng hòa ca cùng với gió. Còn chú bé lắng nghe mải mê điệp khúc của cây. Thế rồi, vẻ skelet khẽ vỗ cánh bay, lười bắt đầu chậm chạp di chuyển. Thú ăn kiến thu cái lưỡi dài và nghền cổ, dái cá thôi bơi ló đầu nghe ngóng. Cá heo hồng nhào lộn trên sông. Chú bé ngừng hát, rắc rắc. Cây cối hối hả rung rinh cành lá. Ôi, xảy ra chuyện gì đó? Trong cánh rừng này, cây cối và động vật đang về đây để tụ họp. Chú bé kêu lên. Chú bé theo chân các loài thú đi vào rừng sâu. Yên lặng nào, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Cây bí ẩn vừa dứt lời, muông thú cùng nín thở dòng tai nghe. Chú bé nấp vội sau lưng của chú lười. Tất cả cây xanh trên trái đất đều đã gửi thông điệp đến đây. Cây xanh gửi thông điệp ư? Cậu không biết à? Gió đã truyền tin của cây đấy. Ồ, thế ở một nơi nào đó cách xa nơi đây thì sao? Chắc gì họ đã nghe rõ. Những chú khỉ léo nhéo, Vescalet khe khẽ đáp lời. Khi đó chim sẽ vượt đại dương, truyền thông điệp đi xa. Cây bí ẩn tiếp lời. Cây cối đã bảo vệ trái đất và sống chung với các loài động vật suốt bao lâu nay. Nhưng bất hạnh thay, những cánh rừng khổng lồ đang lần lượt biến mất. Tất cả là do con người. Họ chặt cây đốt rừng để dựng nhà, đóng cửa, làm nông trại và đốt lửa. Đúng vậy, thế là quá đủ rồi. Đây đó bắt đầu vang tiếng lao xao của các loài động vật. Rồi những cây khác cũng rung rinh cành lá đế thêm. Trên trái đất có rất nhiều khu rừng lớn, trong đó lớn nhất là rừng Amazon. Con người hẳn sẽ kinh ngạc nếu như rừng Amazon biến mất. Vì vậy, sau rất nhiều suy tính, chúng tôi đã quyết định từ giờ trở đi, cây cối sẽ ngưng không ra hoa, cũng chẳng kết trái. Nếu tất cả cây rừng Amazon biến mất, con người sẽ nhận ra chúng tôi quan trọng đến nhường nào. Loài vật nghe vậy thì giật mình hốt hoảng, làm sao tưởng tượng được những cánh rừng không bóng cây xanh. Đàn khỉ thì mặt dài thuẫn, lo lắng hỏi quanh. Ôi, không thể nào, chúng tôi biết ăn gì đây nếu các bạn không kết trái. Chúng tôi làm tổ trên cây, đại bàng đập cánh nói. Nếu các bạn biến mất, chúng tôi sẽ chẳng còn nơi nào để sống. Nhưng cây cối rung cành đáp lại. Rất tiếc, chúng tôi không thể tỏa cành đan nhánh và ra hoa kết trái nữa đâu. Dái cá sống ở bờ sông liền nói. Tôi đã dựng một ngôi nhà bằng cành cây và sống thật vui vẻ. Nhưng con người ra sức chặt cây để làm trang trại. Rừng bị phá hủy và ngôi nhà của tôi bị lũ cuốn trôi. Lần này cây cối lại rung cành. Đó là lý do chúng tôi phải cảnh báo con người. Rất tiếc bạn dái cá ạ. Nhưng rễ của chúng tôi sẽ không hút nước nữa đâu. Lười treo mình trên cây, chậm chạp nói.
còn người chặt cây để làm nhà và đồ đạc. Còn cây rừng, mưa lớn cũng không sao. Rừng biến mất, mưa lớn sẽ gây ra sạt lở đất. Động vật trốn chạy khỏi những vùng nguy hiểm. Chúng tôi chỉ biết tự cứu lấy chính mình. Cây bí ẩn dầu dĩ, đó là lý do chúng tôi phải cảnh báo con người. Rất tiếc, bạn lười à, những rễ của chúng tôi sẽ không bám chặt vào đất nữa đâu. Cá heo hồng ló đầu khỏi mặt nước. Chúng tôi sẽ ra sao nếu cây rừng biến mất? Cây chữ nước và làm sạch mạch nước ngầm chính là mạch nước chảy vào giếng và các dòng sông. Nếu cây rừng biến mất, sông sẽ cạn khô và dần bị nhiễm bẩn. Khi đó, các loài sống dưới nước như chúng tôi sẽ bị diệt vong. Cây bí ẩn lắc đầu. Rất tiếc, cá heo hồng ạ, nhưng chúng tôi sẽ không trữ nước hay làm sạch mạch nước ngầm nữa đâu. Vescalet nóng ruột đề nghị. Xin hãy nghĩ lại, cây xanh thở ra nguồn khí sạch. Nếu tất cả cây xanh biến mất, chúng tôi biết hô hấp thế nào đây? Nhiệt độ trái đất cũng sẽ tăng lên vì khí CO2. Chúng tôi xin lỗi các bạn động vật thân mến, nhưng cứ đà này thì chẳng mấy mà sẽ mất rừng xanh. Con người cần phải nhận ra sai lầm của mình trước khi chuyện đó xảy ra. Nếu tất cả cây cối trong rừng Amazon biến mất, họ sẽ nhận ra chúng tôi đáng quý đến mức nào. Khi đó, chú bé lặng lẽ đứng dậy nói: "Xin đừng làm thế, tôi sẽ làm điều gì đó." Cây bí ẩn và các cây khác ngỡ ngàng. "Ôi, tôi không thể tin lại có một người ở đây. Cậu là ai?" Cậu bé ôm chặt cây bí ẩn rồi đáp lời: "Tên của tôi là con của cây. Các bạn đã hát một bài ca mừng ngày tôi chào đời." Nghe chú bé nói vậy, cây bí ẩn liền đáp: "Phải rồi, cậu đã được sinh ra dưới tán lá của tôi. Nhưng cậu có thể làm gì cho chúng tôi nhỉ? Tất cả chuyện này đều là do lỗi của con người và họ phải thay đổi. Tôi sẽ viết một bài hát kể lại câu chuyện ngày hôm nay. Tôi sẽ hát cho họ nghe, họ sẽ yêu và bảo vệ cây rừng." Các loài động vật gật gù, cây cối rung rinh những chiếc lá. Cây bí ẩn rung cành đáp lại: "Cảm ơn cậu, tôi mong tin tốt lành." Cuộc họp kết thúc, cậu bé bắt đầu thực hiện lời hứa của mình. Cậu viết bài ca về cây và muông thú, rồi ngân lên tiếng hát du dương. Cây cối run rẩy trong sợ hãi, chúng ta sẽ gặp nguy khốn nếu cây xanh biến mất mãi mãi. Khi không khí bị ô nhiễm và trái đất nóng lên, thú rừng mất nhà và dòng sông khô cạn, con người khổ sở vì hạn hán, lũ lụt hay sạt lở đất. Xin đừng mù quáng chặt cây, xin đừng đang tâm chóc rễ cây. Hãy trồng thêm cây non, chúng sẽ mọc thành rừng. Bài hát không chỉ dành cho tộc người thổ dân mà còn cho toàn bộ loài người. Tất cả đều ca vang bài hát của chú bé và quan tâm đến cây xanh. Cánh rừng từng chút một hồi sinh, cây cối và động vật đều mừng vui hết thảy. Hãy đi tới một ngọn núi, ôm lấy những cây xanh và lắng nghe. Bạn sẽ thấy câu chuyện của rừng cây được truyền lan trong gió. Bài hát của chú bé thổ dân mà rừng Amazon ở nơi xa xôi gửi tới. Hãy yêu lấy rừng cây như người thân của mình. Khi cây cối và muông thú cùng con người sẽ sống hạnh phúc và dài lâu.
câu chuyện của cô đến đây là kết thúc rồi. Trong câu chuyện đã nói về điều gì? Và rừng Amazon thì như thế nào? Các con hãy cùng nhau trả lời về câu hỏi rừng Amazon nhé. Và chúng mình đã lắng nghe cô và bạn Thổ Dân hát bài hát về rừng cây rồi đúng không? Các con hãy cùng lắng nghe và chúng mình cùng thuộc lời bài hát này nhé. Hẹn gặp lại các con trong câu chuyện của tuần tiếp theo nhé. Chào tạm biệt các con.